mãi như không à. Hôm nay đến đây rồi. Trước thì chỉ lấy qua mạng thôi, thì mua qua mạng thôi. Dạ, qua mạng thôi. Cứ đến cửa hàng em. Đợt trước thì mua qua mạng, mua đi lạc cương đặt ma hai ngựa. Vẫn của em ạ. Của em chứ của ai? Dạ vâng. Thế nhưng mà đợt đấy thì ông đặt ma với ông di lạc thì ok, nhưng mà hai ngựa thì nó không được ưng lắm. Hôm nay mua cái giá này thì muốn xuống trực tiếp xem luôn. Dạ vâng. Ở cái xuống hàng em xem thực tế thì mình là mình dễ hơn. Bộ cái này nó cho đồ chơi. Dạ vâng. Bất kỳ ai vào nhà là để ra bàn là phải đeo vào mắt. Bởi vì đồ chơi mà đồ chơi nó phải đeo. Có những thứ khác mà để nó quất đi được đồ chơi vào mắt mà nó chỉ lỗi một tí cái là mình cảm thấy người ta đã không thích chê rồi. Cái là mình không thích rồi. Thích rồi. Bỏ tiền ra mà chê là không thích rồi. Nhưng nó cái mẫu dáng hàng hiện tại bây giờ đang rất là hot. Nào mẫu này em cần cái là ăn trộm cái nhà. Đây, cái này em làm quen là cái này bằng đá, nó có đặt người ta làm đá đó, các nhà họ có làm không? Dạ khổ. Hơi khó. Cái đá kiểu làm như thế này nó rất khó. Hai ba chỗ tiền đá rồi nhưng mà nó được. Vâng, cái đấy thì anh có liên hệ bên đá thì làm nó dễ hơn. Bởi vì với mỗi một cái cặp composite này là cũng mất mấy triệu rồi. Mà làm đá thì nhiều tiền quá, nên người ta làm nên nhiều tiền quá thì cái này để anh em lựa chọn dễ hơn. Làm được thì mình mất thêm tiền. Ví dụ như là có anh em không ngoài ai chỗ này không làm được không làm được thì đấy bọn nó làm tất nhiên là mình đã làm theo ý mình thì mình phải chấp nhận thôi, mất kinh phí ra chứ. Sáng không nhận rồi nhưng mà chắc là nó không. Ví dụ anh cho em biết bây giờ là thôi sao nó là tổ tư vấn trực tiếp rồi tốt như thế này em đến kia cháu không chịu cháu tư vấn là nào chỉ lớn thế. Thì đấy theo em là như thế thì cho nó phù hợp ở cái dáng như cháu này nhìn thì kiểu gì cháu nhìn nó cái dáng đẹp. Cái dáng như này rồi thì cứ để như thế thôi, bây giờ mình làm chân ngắn lại chân nó lùn quá thì theo em cứ để nguyên thế thôi em làm. Và không bây giờ thì thấy cái chân kia vào nó vừa thấy ông kia cầm mốt cho 20 em làm nhỏ cho anh đi. 2 hours later chân này vào đây luôn á, chân vào đây thì trừ đi 4 phân 29 cháu thì 25 đẹp. Anh phải tính đôi mặt này, anh phải đôi mặt này. Hiện tại từ dưới đất lên đến mặt đấy là 32. 20 bên cộng 5 phân nữa là 25. Đúng không? Ông gọi cái yếm này xem nó dài bao nhiêu rồi đây? Bình tĩnh, này cứ từ từ 15 phân. Đấy là cái độ mà đến đây. Thì là cái khoảng cách nó hở bao nhiêu rồi? Đây là cái này 8 phân. Mất 7 phân. Lùi 7 phân đi, 32 trừ 7 đi, 32 trừ 7 còn 25. Nên là chuẩn rồi. 2 năm mà, 2 năm là vừa. 20 cộng 5 phân, 2 năm là cái nào mà cái cục này 2 năm có thằng rồi. Không, giờ em hỏi này nhá. Đây như này. Hiện tại cái bệ của em đây này. Bởi 33 phân đấy. Hiện tại cái bệ này là đang là cao 32, 33 phân nhá. Thì bây giờ em làm nó tụt xuống còn tổng thể là còn cao 25 phân thôi. Ok nhá. Okay. Chiều rộng là 95 củ bì. Ừ. Rồi. Okay. Còn rút lại là do giá này. Ok. Còn giá với chiều cao này cân đối số đỏ, số lô 3 cái nhá. Ok. Vòng sơ vòng trong vừa như này thôi. Ok. Còn cái chiều này vẫn như nhau hết. Dạ vâng. Cái số tin chưa? Vào sống lúc nào xong thì gửi vào cái Zalo cái nhé. Dạ vâng, ok, xong rồi.